Các bạn ơi, bây giờ mình vẽ quay thiếp cho cô khách này nha các bạn. Móng siêu ngắn nè. Bây giờ mình vẽ cái quay thiếp nhỏ thôi, vì móng cổ ngắn lắm, mình sẽ vẽ đi một đường ngang thôi nha. Nó rồi em này vẽ quay thiếp này là không có chùi nha các bạn. Vẽ vậy là mình xong luôn á. Các bạn thấy em đi hai bên cạnh trước, bắt vô đó, mình bắt cho cái đường cong nó đều với nhau, rồi xong đó mình mới tô cái phần còn lại. Móng ngắn bên em mình vẽ bằng cỏ giấy lai nha các bạn. Có nhiều bạn cứ hỏi em này cái cỏ giấy lai này mua ở đâu. Mình lấy mấy cái chai giấy lai nhỏ mình xài hết đó các bạn, mình rửa sạch. Hoặc là mình mua cái mấy cái tiệm nail supply của người Việt đó, 1 đồng 1 chai đó các bạn. Rồi về các bạn lựa cái chai nào cái đầu nó to, rồi mình dùng mình giấy lai, mình giấy fan. Còn cái đầu nào nó mịn thì mình giấy lai các bạn. Các bạn xài xong thì mình cứ ngâm nó trong dung dịch acetone, không có bị gì nha. Có nhiều bạn nói với em thì cái đầu nó bị cứng, đúng rồi các bạn, mình mới đầu thì nó hay vậy, mình xài thường riết là cái đầu nó sẽ mềm lại thôi. Ở trong nhiều chai mình xài đó, mình tiễn ra cái chai nào mà cái cỏ nó tà tà ra đó, mình da phen nó dễ hơn, nó to hơn cho nó nhanh hơn. Rồi đây là mình đã xong cái phen của khách này nha. Đó, các bạn thấy là không cần phải chùi phải gì hết, mình đi đầu móng lại nè. Rồi bây giờ mình bỏ vô cho hơ là xong đó các bạn. Ở bên đây cũng vậy. Thường khi các bạn nào mà theo dõi các kênh em mình lâu, các bạn biết là em mình vẽ fan mà vẽ móng dài hay móng ngắn gì cũng vậy, em mình vẽ xong là xong luôn, chứ em mình không có chùi lại nha các bạn. Không có chùi bằng acetone nha. Mình đi cái đầu cỏ cho nó đều, mình kéo qua kéo lại. Nước sơn trắng các bạn lấy đủ xài thôi, mình đừng có lấy mà nước sơn nhiều quá cũng được, nó động dũng nó cũng không đẹp. Mà nước sơn ít quá thì nó không có phủ hết nha các bạn. Mình phủ lại đầu móng mà để nước sơn nó chạy xuống đó các bạn, trước khi mình cho hơ lại như vậy cho nó kỹ nha. Rồi bây giờ mình cho hơ lên đây nè, các bạn thấy cái bộ móng mình đã vẽ xong cái thiếp cho cô khách này. Mình vẽ kiểu này nó nhanh mà không mất thời gian nữa các bạn. Rồi bây giờ hai tay mình đã vẽ xong nè đó. Rồi nó rất là xong, cái fan rất là nhỏ luôn. Rồi bây giờ cái bước sau cùng em mình bỏ nước bóng lên nha. Còn nhiều bạn hỏi em đi xài nước sơn trắng màu nào là cái hiệu này nha các bạn. Cameraman Zim Zim Amy, đây là cái hiệu nước màu trắng em đi xài nè. Các bạn mua trong mấy cái tiệm nail supply của người Việt cũng có đó các bạn. Không thôi các bạn lên Amazon các bạn search cái hiệu đó ra cũng có luôn. À, các bạn đừng quên cho em xin một cái like, một cái share và một cái đăng ký kênh ủng hộ em nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.